Quần đảo Nam Du nổi tiếng xinh đẹp với 21 hòn đảo nằm quay quần giữa biển khơi. Ở nơi tận cùng của quần đảo này có một đảo nhỏ mang tên Hòn Máu. Truyền thuyết kể rằng xưa kia vì đảo hoang vắng nên bọn hải tặc chọn ẩn nấp để cướp tàu thuyền và đem người về đây hành hình. Tiếng dữ đồn xa, người ta gọi nơi này là Hòn Máu, lâu ngày đọc trại thành Hòn Máu. Bỏ lại sau lưng những câu chuyện ghê rợn về truyền thuyết đảo hoang, Hòn Máu ngày nay là điểm đến thu hút khách phương xa trong hành trình khám phá quần đảo Nam Du. Bãi tắm Hòn Máu vẫn giữ nét đẹp hoang sơ, yên tĩnh, thoáng đãng, đủ làm hài lòng những du khách yêu thiên nhiên. Dạ, bãi biển này thì em rất là thích, tại vì so với những chỗ khác thì nó không được đầu tư nhiều nhưng mà nó vẫn giữ được nét hoang sơ này, nó rất là sạch. Dạ, em ấn tượng như là bãi biển. Dạ, ở đây được tắm với lại được ngắm biển, chụp với cảnh rất là đẹp như thế này. Sức sống Hòn Máu không chỉ ở thế mạnh du lịch, đảo nhỏ còn là một trong ba ấp của xã Nam Du với gần 300 cư dân chuyên nghề lưới ghẹ. Ghẹ Hòn Máu từ lâu nổi tiếng vì thịt chắc, dai, vị ngọt và rất thơm. Cuộc mưu sinh của những ngư dân nơi đây càng khiến khách phương xa cảm thấy ấm lòng bởi tình tương thân tương ái. Cô bác ở đây cũng có một cái tấm lòng nhân hậu, có che chở rồi giúp đỡ. Bà con rất đùm bọc lẫn nhau, có khi hoạn nạn là đều có nhau hết. Mình không biết kỹ thuật làm, ta cũng vẫn chỉ cho mình, không giấu nghề. Ra từ cái chỗ đó là cái tình quyến liếm với địa phương, nó sâu nặng. Hòn Máu còn khiến nhiều người ngạc nhiên thích thú với sự hiện diện của nhà nghỉ tiện nghi có sức chứa 70 khách lưu trú. Người mạnh dạn đầu tư gần 5 tỷ đồng để xây dựng nhà nghỉ này là chị Mạc Kim ơi, còn được gọi là chị Năm Dạng. Từng là một người chạy đò thuê, bán chè, thu mua hải sản, chị Năm Dạng đến với ngành công nghiệp không khói bằng sự mộc mạc, chân thành của lòng hiếu khách. Nhưng mình là làm nhà nghỉ, ở đây có dựa thu mua, nuôi cá lồng bè, rồi có cá, các mặt hàng hải sản ghe đánh bắt lên thì mình đem lên quán. Khách nào cần ăn hải sản thì mình chế biến tại chỗ cho khách luôn. Cũng không biết quảng bá gì quá mà nhờ được anh em cũng thương, rồi họ ra đến đây, họ đăng hình ảnh rồi giới thiệu cho nhà nghỉ mình thôi. Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho Hòn Máu vẻ đẹp hoang sơ. Người nơi đây biết cách gìn giữ và tạo nên sức sống cho vẻ đẹp ấy, để nhiều du khách trước lúc rời xa vẫn luyến lưu hẹn ngày gặp lại. Cô Năm hỏi han từng chút một, chỉ sợ là mình ở Sài Gòn xuống đây mình không có quen về thức ăn, nước uống ở đây. Cô rất là thân thiện, rất là chân tình. Cái điều kiện hiện đại nó làm cho mình vui không có. Như thế này đôi khi là một cái khoảng lặng của em thấy nó rất là hay. Một sự trải nghiệm hoàn toàn khác so với những cái trải nghiệm một các thành phố lớn khác. Thật sự rất là ấn tượng. Mỗi ngày qua đi, Hòn Máu như tươi mới hơn, rạng rỡ hơn. Sức sống và vẻ đẹp tự nhiên của phong cảnh, của con người khiến đảo xa bỗng hóa nên gần.